rùng mình với những lời tiên đoán cực chuẩn của loạt phim The Simpsons. Một trong những loạt phim hoạt hình mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại, cũng là một trong số những cái tên gây xôn xao nhiều nhất trong những năm gần đây. The Simpsons không chỉ là những tập phim yêu thích một thời của nhiều gia đình, mà còn khiến cả thế giới phải rùng mình khi những lời tiên đoán trong bộ phim này đã dần thành sự thật. Hầu như mỗi tập phim đều tiên tri chính xác một số sự kiện đặc biệt nào đó sẽ xảy đến trong tương lai. Có những sự kiện đã xảy ra khiến nhiều người ớn lạnh, cứ như thể là tác giả đã xuyên không đến tương lai vậy. Và cũng có nhiều sự kiện vẫn chưa xảy ra. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tổng hợp một số sự kiện nổi bật đã được bộ phim này tiên tri chuẩn xác, cũng như dự đoán những gì sẽ ứng nghiệm trong tương lai không xa. Sự kiện thảm họa ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Trong tập phim The City of New York and Homer Simpson, có một khoảnh khắc trùng hợp đã trở thành lời tiên tri huyền thoại, khiến nhiều người rùng mình với sự kiện sập hai tòa nhà cao nhất tại Mỹ. Trong tập phim này có cảnh Bart Simpson cầm trên tay một tờ bướm du lịch, quảng cáo tour du lịch thành phố bằng xe điện với giá 9 đô. Chuyến xe đồng thời cũng đi qua tòa tháp đôi nổi tiếng. Hai tòa tháp đôi vừa vặn làm thành số 11, đứng cạnh số 9, tạo thành cụm số 911. Đại dịch Ebola. Quay trở lại năm 1997, gia đình Simpson đã tiên đoán về dịch Ebola. Trong tập phim đó, Mars đã cố gắng dụ nhân vật Bart ra khỏi giường với cuốn sách có tên George tò mò và virus Ebola. Trong đó cũng xuất hiện máu và các thi thể. Đáng buồn, sau hơn một thập kỷ, đại dịch đã thực sự bùng nổ. Tổng thống Donald Trump đắc cử. Ở tập Bart đến tương lai, Bart du hành đến tương lai và gặp Lisa. Lúc này đã là tổng thống. Vị tổng thống tiền nhiệm của cô không phải ai xa lạ mà chính là Donald Trump. Tiên đoán về việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ là một trong những điều gây sốc nhất của loạt phim gia đình Simpson. Chi tiết này xuất hiện trong một tập phim chiếu năm 2000. Thậm chí, tác phẩm còn vẽ cảnh ông Trump đi xuống thang cuốn và vẫy chào người dân. Gần như giống hệt cảnh tượng diễn ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2015. Bộ trang phục của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Thật kinh ngạc khi 21 năm trước, cũng trong tập phim Bart đến tương lai, nhân vật Lisa Simpson đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ trong bộ trang phục, thậm chí là cả chiếc vòng cổ ngọc trai giống hệt bà Kamala Harris. Cùng trong tháng 1 năm 2021, bà Kamala Harris đã nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ. Hôm đó, bà mặc một bộ đồ màu tím của hai nhà thiết kế người Mỹ Christopher John Roger và Sergio Hudson, kết hợp với một chiếc vòng cổ ngọc trai của nhà thiết kế người Puerto Rico, tên là Wilfrido Rosado. Tiên tri về đại dịch COVID-19 đến từ châu Á. Tác giả truyện tranh Simpson lại tiên đoán đến dịch Corona lây lan khắp toàn cầu, mà được vẽ từ năm 1993, cách đây 27 năm, và người đọc bản tin rất giống Tổng Giám đốc WHO. Trong một tập phim, một loại virus đến từ phương Đông đã càn quét cả hành tinh và gây nhiễm bệnh cho các cư dân ở Springfield, tiểu bang Missouri, Mỹ. Trong phiên bản phim điện ảnh của The Simpsons năm 2007, tài tử Tom Hanks đã xuất hiện trong phim với vài khách mời. Nhân vật của ông lúc bấy giờ đang quảng cáo cho thắng cảnh Grand Canyon mới và nói: "Đây là Tom Hanks, nếu các bạn gặp tôi, xin hãy tránh xa tôi." Năm 2020, câu nói này vô tình trở thành sự thật. Ngày 12 tháng 3, Tom Hanks và vợ là ca sĩ kiêm diễn viên Rita Wilson phát hiện dương tính với COVID-19 khi quay phim ở Úc. Cả hai đã phải cách ly và được điều trị tại bệnh viện. Những người tiếp xúc gần với hai vợ chồng Tom Hanks cũng phải đi cách ly 14 ngày. Sau đó, cả hai vợ chồng đã hồi phục và trở về Mỹ tiếp tục công việc. Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình nổi tiếng này còn được cho là đã tiên tri chính xác sự xuất hiện của biến thể Omicron. Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đang lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra những thiệt hại rất lớn. Trong một tập phim hoạt hình The Simpsons, một số người ngoài hành tinh đã xuất hiện và nói rằng họ đến từ một hành tinh có tên Omicron PC8, cách trái đất vài nghìn năm ánh sáng. I am Lur of the planet Omicron PC8.
nhiều người tin rằng đây chính là một lời tiên đoán về sự xuất hiện của biến thể Omicron trong tương lai. Bạo loạn tại Điện Capitol, Mỹ. Tháng 1 năm 2021, một nhóm người bị cáo buộc là ủng hộ ông Donald Trump muốn lật ngược cuộc bầu cử tổng thống đã xâm chiếm Điện Capitol, Mỹ, gây nên một cuộc bạo loạn chấn động. Sự việc đến nay vẫn còn mập mờ. Cuộc xâm chiếm khiến những người ở trong Điện Capitol phải di tán hoặc ẩn nấp tại chỗ và gián đoạn một hội nghị liên tịch quốc hội được họp để đếm phiếu đại cử tri và chính thức tuyên bố chiến thắng của ông Joe Biden. Thật kinh ngạc, trong một tập phim hoạt hình The Simpsons có tên là Treehouse of Horror được phát sóng vào tháng 11 năm 2020, nhân vật hoạt hình Homer Simpson đã bỏ lỡ cuộc bầu cử vì buồn ngủ và khi tỉnh dậy, ông thấy đường phố trở nên hỗn loạn. Vào ngày nhậm chức, nhân vật này đang ngồi trên nóc nhà trong một bộ giáp tự chế, xung quanh là biển lửa đang bốc cháy. Ngoài ra, hình ảnh một người đàn ông ăn trộm bục phát biểu trong Điện Capitol cũng giống hệt với hình ảnh một người đàn ông ôm một chiếc tượng trong phim hoạt hình này. Và hình ảnh một người biểu tình ăn mặc, hóa trang và đeo sừng như người Viking cũng giống với một tập phim trong The Simpsons. Sự thống trị của Google. Tình tiết trong phim Lisa từng nói, Google, dù mi đã thâu tóm tâm trí của nửa phần dân số thế giới, nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng mi rất toàn diện trong vai trò của một bộ máy tìm kiếm. Google, even though you've enslaved half the world, you're still a damn fine search engine. Điều gì đã xảy ra? Thời điểm tập phim có tình huống đề cập đến sự phát triển của Google, thì ông lớn công nghệ vẫn chưa đủ sức mạnh như hiện tại. Lúc ấy, Google thậm chí còn chưa thể chắc chắn về thành công của mình, chứ chưa nói đến vị thế quan trọng như bây giờ. Những vấn đề của Hy Lạp ở châu Âu. Năm 2015, Hy Lạp rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến cả châu Âu. Đối mặt với tình trạng này, toàn bộ khối EU dường như đều đồng nhất với ý kiến loại Hy Lạp ra khỏi cuộc chơi. Lục lại những tập phim của The Simpsons, khán giả bàng hoàng nhận ra nhà sản xuất của phim đã nhìn thấy tương lai ảm đạm của quốc gia này tại cộng đồng chung EU. Theo đó, một tập phim vào năm 2013 với hình ảnh Homer Simpson được lên sóng truyền hình và đoạn tin chạy tít ở chân màn hình lại có dòng châu Âu đang giao bán Hy Lạp trên eBay. Dự đoán chính xác Canada hợp pháp hóa cần sa. Dường như bộ phim hoạt hình The Simpsons lại một lần nữa đi trước thời đại, khi lời dự đoán về việc Canada sẽ cho phép sử dụng cần sa tự do từ 13 năm trước, nay đã trở thành sự thực. Cụ thể, ngày 17 tháng 10 năm 2018 là ngày người dân Canada vui mừng vì luật hợp pháp hóa cần sa đã được thông qua và có hiệu lực chính thức. Mặc dù việc này được thảo luận mới cách đây 4 năm, nhưng nó lại được tiên tri từ 13 năm trước trong một tập phim The Simpsons trong năm 2005 có tên Midnight RX. Trong tập phim này, ông Montgomery Burns bắt đầu một loạt phản ứng dây chuyền làm giá thuốc ở thành phố Springfield, bang Illinois tăng lên một cách chóng mặt. Homer và Grumper Simpson từ quê hương Springfield, Mỹ đến Canada để mua thuốc. Họ đi đến vùng đất Manitoba, Ontario, Canada để tìm kiếm các cửa hàng bán thuốc với giá rẻ hơn. Ngoài ra, trong chuyến đi tiếp theo của họ còn có sự tham gia của Apu và Nick Flanders, người láng giềng sùng đạo gương mẫu. Trong khi họ đang chuyển những thùng thuốc lên xe, Nick gặp được phiên bản Canada của mình, được xây dựng với mái tóc xoăn và là ông chủ cửa hàng. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, nhưng sau đó Nick lập tức thay đổi thái độ khi người đàn ông Canada rút một điếu cỏ hình dạng giống điếu thuốc cần sa khỏi túi và mời gia đình Simpson hút. Các ông có muốn làm hơi không? Nó hợp pháp ở đây đấy. Nick nhanh chóng đáp rằng, họ cảnh báo với tôi, quỷ sa tăng rất quyến rũ, đi nào. Đáng chú ý là câu nói, nó hợp pháp ở đây, đã khiến nhiều người rùng mình vì khả năng tiên tri của các nhà biên kịch trong phim The Simpsons. Chiến tranh Nga và Ukraine. Lại một tiên đoán khiến chúng ta phải toát mồ hôi về độ chuẩn xác của loạt phim này về cuộc khủng hoảng hiện tại giữa Nga và Ukraine trong một tập phim vào năm 1998. Một đoạn clip từ tập phim Simpsons Ties cho thấy cuộc họp của Liên Hợp Quốc giữa Nga và Hoa Kỳ nhanh chóng biến thành cảnh Nga tuyên bố trở lại Liên Xô. Hoàn chỉnh với những chiếc xe tăng được giấu kín, những bức tường có dây thép gai và thậm chí là Lenin đã sống lại và tuyên bố
ông ta phải nghiền nát chủ nghĩa tư bản phương Tây. Nhiều người tin rằng Tổng thống Nga Putin đang muốn lợi dụng cuộc chiến xâm lược Ukraine để khôi phục lại chế độ Cộng sản Xô Viết. Trong suốt 31 năm phát sóng, The Simpsons đã từng nhiều lần nhìn thấu tương lai một cách khó hiểu và khiến cho khán giả tò mò không biết liệu có còn chi tiết nào khác trong series phim sẽ trở thành hiện thực hay không. Vậy chúng ta thử cùng đến với những sự kiện hoàn toàn có thể xảy ra sắp tới mà trong tình tiết bộ phim nổi tiếng này đã đề cập nhé. 1. Dùng âm nhạc để thao túng tâm trí người khác. Trong tập phim phát sóng vào năm 2001, The Simpsons đã khiến không ít ông bố bà mẹ phải phát hoảng với ý tưởng sử dụng âm nhạc để điều khiển trí óc của thanh thiếu niên. Trong đó, Bart cùng hội bạn của mình đã bị một nhóm nhạc thao túng tâm trí với những thông điệp đen tối gắn liền trong các bài hit của họ, đặc biệt là hit Drop the Bomb. Tuy nhiên trong thực tế, đã có không ít nhà khoa học chỉ ra rằng âm nhạc, đặc biệt là nhạc có lời, hoàn toàn có khả năng tẩy não người khác. 2. Thực phẩm thực thế ảo. Trong The Simpsons, việc du hành đến thời gian xảy ra như cơm bữa và không có gì lạ đối với khán giả lâu năm. Trong một tập phim khi đến năm 2030, chúng ta đã được chứng kiến cảnh hai vợ chồng Homer và Marge cùng nhau đeo kính thực tế ảo và ăn tối. Đương nhiên, đồ ăn cũng chẳng hề có thật. Trong thực tế, nhà hàng Royal Caribbean hiện đang nghiên cứu áp dụng hình thức phục vụ khách hàng bữa ăn VR. Và cứ cắn một miếng là bạn sẽ được thưởng thức một loại hương vị khác nhau. Một nhà nghiên cứu thực phẩm tại Đại học Cornell đã từng có cơ hội tham gia trải nghiệm này và nhận định mùi vị của phô mai có phần đậm đà và thơm ngon hơn khi thưởng thức trong chế độ thực tế ảo. 3. Sự biến mất của năng lượng sạch. Trong tập 582, Lisa đã chế tạo thành công một chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời để tham gia cuộc đua Alternative Energy Derby. Tuy nhiên, công ty DAP đã cheat game bằng cách che toàn bộ mặt trời và khiến cho phương tiện này của Lisa chết máy khi chuẩn bị cán đích. Đây có thể xem là một thông điệp ẩn về vấn đề các công ty lớn như DAP sẽ hủy hoại quá trình ứng dụng năng lượng tự nhiên chỉ vì lợi ích cá nhân của mình. 4. Thảm họa môi trường trên diện rộng. Bộ phim điện ảnh The Simpsons Movie ra mắt vào năm 2007 xoay quanh một vấn đề môi trường với quy mô lớn và đề xuất một phương án giải quyết có vẻ không hề thực tế chút nào. Trong đó, Homer đã đổ phân lợn xuống hồ Springfield và gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến cuộc khủng hoảng tự nhiên lớn. Để xử lý tình trạng này, Tổng thống đã yêu cầu xây dựng một mái vòm kính khổng lồ bao bọc toàn bộ thị trấn Springfield. 5. Con gái của Donald Trump cũng sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Trong bộ phim năm 2016, The Simpsons cũng từng dự đoán rằng cô con gái lớn của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng sẽ tham gia tranh cử cho vị trí này trong tương lai, cụ thể là vào năm 2028. Tiếp đến năm 2017, họ tiếp tục đưa Ivanka vào chính trị khi cô thay thế Ruth Bader Ginsburg để trở thành phụ tá thẩm phán tranh án của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. 6. Big Ben trở thành chiếc đồng hồ điện tử siêu to khổng lồ. Trong tập phim đám cưới của Lisa lên sóng vào năm 1995, khán giả một lần nữa lại được du hành thời gian đến năm 2010 với điểm đến là nước Anh cổ kính. Trong đó có một chi tiết nhỏ mà ít ai để ý đến, chính là tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng đã được trang bị màn hình điện tử, không còn chạy cơ học như trước nữa. Thực tế, Big Ben đã tạm ngừng hoạt động để tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số sự kiện nổi bật về chính trị, xã hội đã và sẽ hoàn toàn có thể xảy ra mà chúng tôi đã tổng hợp lại. Còn rất nhiều sự kiện nổi bật mà The Simpsons đã tiên tri chính xác trong những năm qua. Quý vị ấn tượng với lần tiên đoán nào của loạt phim này nhất? Hãy để lại ý kiến vào phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin khám phá tiếp theo.